Bệnh nhân không thở oxy, xin nhắc lại bệnh nhân cần thuốc để cắt cơn động kinh. Bệnh nhân không thở oxy. Liên hệ cấp cứu 2 và cấp cứu 3 đi, xin nhắc không còn giường nào cả. Anh nhắc lại bệnh nhân không cần thở oxy, bệnh nhân cần một mũi thuốc để chống động kinh. Nhà anh không còn giường mà cũng không có thuốc. Alo cấp cứu nghe. Alo cấp cứu 3 nghe. Alo cấp cứu 3 nghe. A4 của anh có một bệnh nhân trẻ sinh năm 1978, không có tiền căn, tổn thương phổi không có, SpO2 97-98%. Hiện tại bệnh nhân động kinh mà tụi anh không có thuốc để chuyển xuống. Tụi anh cần liên lạc với cấp cứu để mà đưa bệnh nhân xuống để theo dõi ở dưới. Rồi cảm ơn cấp cứu 3. Rồi đưa xuống cấp cứu 3. Điều dưỡng chuyển bệnh đẩy bệnh nhân sang cấp cứu 3 liền nha em. Chỉ đó mà ta nhận rồi. Nhưng mà chờ lấy thì anh liên hệ với ai? Không đâu cần phải gọi qua chỗ ông Nguyệt đúng không? Thế nha, bởi. Rồi, trưởng tôi cấp cứu gọi thẳng qua bên cấp cứu luôn đúng không? Rồi, ok, hiểu. Bây giờ cứ gọi qua cấp cứu, gọi số bàn, đúng không? Rồi. Rồi, ok. Làm sao biết được trưởng tôi nó là ai, cho nên là phải gọi.